Hello, các bạn Thuận sẽ làm một cái video để mà quay lại quá trình Thuận gây dựng cái studio mới này. Đây là cái phòng mà Thuận sẽ dùng để mà quay YouTube video các bạn. Phòng này đó thì nó rất là lớn, nhưng mà phòng này bây giờ vẫn đang rất là trống các bạn. Thuận nghĩ là Thuận sẽ để cái máy vi tính ở đó, để trên cái bàn mà nó có thể lên xuống được. Các bạn có thể là Thuận đứng làm hay là ngồi làm tùy theo là tình hình thị trường các bạn. Và bên sau lưng này Thuận sẽ để cái kệ, các bạn hay thấy nó hơi xa một chút, nhưng mà Thuận sẽ để thêm một cái ghế salon ở đây, rồi một cái bàn ở đây, rồi Thuận sẽ để bức tranh gì đó trên đây các bạn. Và ở bên bức tường này Thuận cũng sẽ để một cái bức tranh gì đó. Nhưng mà quan trọng hơn hết đấy, các bạn thấy được là cái phòng này tuy là nó lớn, các bạn thấy được nó rất là lớn, nhưng mà cái phòng này nó lại rất là vang các bạn. Tại vì các bạn thấy được là ở bên dưới phòng này đó thì đó là gỗ, còn bên trên này đó là trần các bạn, cho nên cái tiếng rất là vang. Và hiện bây giờ phòng này chưa có gì hết, thì Thuận cần phải làm sao để cho cái tiếng nó không có vang nữa thì phải cách âm các bạn. Thì cách âm á, thì Thuận sẽ để những cái panel nằm ở đây để cho cái tiếng nó không vang, và Thuận sẽ để thêm panel ở đây cho cái tiếng nó không có vang. Thì nó vừa là cái bức tranh mà nó vừa có thể là chống vang các bạn. Và bên dưới này đó Thuận sẽ để một cái thảm, Thuận nghĩ là như vậy thì nó sẽ bớt vang hơn. Và nếu như mà vẫn còn vang đó thì ở trên trần các bạn Thuận phải để thêm những cái panel để cho nó không có vang nữa. Và đây là cái sơ bộ, và đương nhiên Thuận sẽ để một cái station nào đó đây để review sản phẩm các bạn, tại vì đó là điều mà Thuận muốn làm trên kênh. Nhưng mà nhiều khi review đó lại phải lấy camera bên mình đó, rồi lại phải kéo cái microphone qua. Cái phòng của Thuận thì bây giờ nó rất là nhỏ, cho nên cái phòng này nó lớn hơn, Thuận sẽ dành một phần để mà review sản phẩm với các bạn, những ví chứa lạnh vân vân. Phòng này đó thì bạn thấy được là sẽ có cái nhà vệ sinh riêng, sẽ có cái bàn rửa tay riêng nằm ở đây, là một cái phòng hoàn chỉnh các bạn, có nhà vệ sinh trong đây luôn. Và các bạn thấy được có một cái walk-in closet cũng rất là lớn, và phần lớn đó Thuận sẽ để một vài cái áo ở đây, chủ yếu đi tập thể dục mà thôi, cho buổi sáng. Rồi phần còn lại đó có thể Thuận sẽ tận dụng để mà để những cái đồ liên quan đến YouTube, nếu cần thì Thuận sẽ lấy ra để mà sử dụng. Thì đây là cái video đầu tiên trong cái series này, hy vọng là các bạn tiếp tục theo dõi, và Thuận sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn thấy được tình hình của phòng này sẽ ra sao. Hello các bạn, đây là một cái cập nhật. Thì cái bàn cũng đã xong rồi, đây là một ngày hôm sau các bạn. Thì đây là cái bàn mà có thể lên xuống, các bạn đã biết các bạn có thể là chỉnh độ lên xuống cao bao nhiêu các bạn muốn, và có thể lưu lại cái độ cao các bạn muốn, 1, 2, 3, 4 ở đây. Nhưng mà cái sự khác biệt đó thì đây là một cái bàn rất là lớn, các bạn có thể được là cái độ lớn nó cỡ nào. Tại vì Thuận có một cái monitor 49 inch thì sẽ để đây, và Thuận có thể là đứng làm YouTube hay là ngồi. Và đây là coi như xong một phần nhỏ các bạn. Các bạn thấy ở bên dưới này đó, đây là những cái thanh cách âm thì Thuận sẽ phải để lên trên tường để mà cách âm, tại vì ở đây nó vang quá các bạn, thì tường ở đây. Và bên trên này Thuận sẽ để thêm những cái cách âm nữa, và Thuận sẽ tiếp tục update cho các bạn. Nhưng mà đây là cái update mới nhất ngày hôm nay. Đây là cái update của ngày 12 tháng 7 các bạn. Các bạn thấy được là Thuận cũng đã để cái màn hình lên rồi, và Thuận cũng đã gắn cái cách âm đầu tiên các bạn. Và bên dưới này đó các bạn sẽ thấy được là chúng ta cũng có một cái miếng để mà chống vang. Đây là một cái miếng thảm thường để, nhưng mà sau này thì để chính giữa nó hơn. Và ở bên trên này các bạn thấy được sau này Thuận sẽ để bên trên này thêm 4 miếng để mà chống vang nữa. Bên đó đó thì khoảng chừng tuần sau Thuận mới có thể để cái kệ lên được. Và từ từ cũng hình thành các bạn, đây vẫn là một bãi chiến trường, như các bạn đã thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra. Hello các bạn, Thuận muốn update cho các bạn cái tình hình mới nhất cho cái phòng làm YouTube. Thì các bạn thấy được là cũng có một chút xíu tiến triển rồi, chủ yếu đó là ngày hôm nay đó Thuận cũng đã chú tâm để làm cho xong cái phần này các bạn. Ít ra đó thì ngày mai Thuận có thể tiếp tục làm video để chia sẻ với các bạn. Tất cả nó đều đã function được rồi, nghĩa là hoạt động được rồi các bạn. Và cái bàn này đó Thuận cũng đã set up, các bạn thấy đó, có thể tự lên và xuống được. Đây cũng là một trong những cái bàn mà Thuận nghĩ là nhiều bạn cũng đang sử dụng hiện tại. Và các bạn đã thấy cái phòng này đã bớt vang hơn nhiều rồi. Đây là cái cách âm Thuận đã chia sẻ với các bạn trong cái phần mới đây. Và các bạn thấy là trên trần đó thì cũng đã để 4 cái cách âm trên đây để chống vang các bạn. Thì cái phòng này đó thì bây giờ vẫn còn là một bãi chiến trường như các bạn thấy, nhưng mà nó cũng đã đỡ hơn. Cái phần còn lại đó thì phải một thời gian nữa các bạn Thuận mới có thời gian để mà làm cái phần còn lại. Và bên đây đó thì cũng như Thuận đã chia sẻ, Thuận sẽ để thêm một phần tương tự như là bên kia các bạn, để mà cái tâm sẽ nằm ở bên cái phần này. Bên dưới là một cái salon như Thuận đã chia sẻ với các bạn. Và đây là cái cập nhật mới nhất các bạn. Và ngày mai đó thì ít ra Thuận cũng có thể dành thời gian để mà làm video chia sẻ với các bạn, tại vì cái này nó cũng đã hoạt động được rồi. Và Thuận sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn cái phòng này. Hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.